Bây giờ xin mời bà con nghe bài viết của quân Long Điền, những trận đánh chưa ai kể đến của địa phương quân và nghĩa quân trong cuộc chiến Việt Nam. Có thể nói rất nhiều, kể sau cho hết những chiến công hiển hách của anh em chiến sĩ địa phương quân và nghĩa quân trên toàn thể miền Nam từ 1954 đến 1975. Tôi chỉ lược ra đây một số những chiến công của địa phương quân và nghĩa quân chưa hề được ai nhắc đến. Trần Văn Tựu, một chiến sĩ nghĩa quân quận Long Điền, chức vụ trung đội trưởng, trước kia là một đại đội trưởng du kích huyện Long Đất, nhưng sau khi trở về với chính nghĩa quốc gia, anh đã lập nhiều chiến công hiển hách, từng hướng dẫn lực lượng quận vào đột kích mật khu Tam Phước, Minh Đạm, như chỗ không người. Đánh giặc đối với Tựu là một cái thích thú, không hề than van cực nhọc, được đi hành quân là vui, không thích nhiệm vụ canh gác. Tỉnh đội Bà Rịa, huyện đội Long Đất từng bao lần treo giá anh nghĩa quân này còn cao hơn sĩ quan trong chi khu, vì tất cả thói quen, đường đi nước bước của Việt Cộng trong vùng anh thảy đều thuộc nằm lòng. Trên đường đột kích mật khu Minh Đạm năm 1965, xuất phát lúc nửa đêm, trung đội của anh nhận nhiệm vụ dẫn đường, lực lượng quận khoảng 4 trung đội nghĩa quân theo sau. Anh là trung đội trưởng vừa là khinh binh đi đầu, còn độ 500 thước nữa đến mật khu, nhìn dấu chà chôm, tức là những cây chổi bằng cành cây trong rừng, vừa mới quét, anh biết ngay là sắp vào mật khu. Ra lệnh cho anh em dừng lại để anh đích thân bò đi đầu tháo gỡ mìn bẫy. Anh đã áp sát và hạ thủ tên du kích gác giặc dễ dàng, không tiếng động. Kế đó một tên vừa ra suối đánh răng cũng bị anh hạ thủ nhẹ nhàng. Ra thủ hiệu cho thuộc cấp bò theo. Lần lượt mỗi anh nghĩa quân đứng kế bên mỗi chiếc võng của kẻ thù. Bằng một thủ hiệu kế tiếp, tiểu đội anh đã đồng loạt thanh toán gọn trên 10 tên Việt Cộng còn đang ngủ trên võng bằng lưỡi lê mà không hề nổ một phát súng. Sau đó, các người canh gác thay cho Việt Cộng lục soát các hầm trú ẩn, xong rồi mới báo cáo cho quận đem quân vào thanh toán phá hủy căn cứ địch. Có đi bên cạnh anh thì mới biết khả năng tác chiến trong rừng của anh rất cao, đầy khôn khéo. Mỗi hành động đều có tính toán nhanh như sao xẹt, phản ứng rất nhanh và chính xác. Một lần đang đi cùng tiểu đội đi đến điểm phục kích đêm, anh vô tình đi ngang qua một cửa sổ có một tên du kích đang về thăm nhà. Ngoài ra còn có 2-3 đồng bọn canh gác ngoài xa. Tên du kích thoáng thấy dáng anh la lên hỏi, ai? Anh bình tĩnh đi chậm lại, không quay đầu, không hấp tấp trả lời, mình ấy mà. Rồi tiếp tục đi bình thường. Tên du kích mắc lừa tưởng đồng bọn, không nổ súng. Vừa qua khỏi vách nhà, anh xoay ngang trả lời bằng một tràng tiểu liên Thompson kết liễu tên Việt Cộng trong nhà. Bởi vì nếu anh tỏ ra hấp tấp hay chạy thì tên này sẽ nổ súng trước anh và sẽ hạ anh dễ dàng. Còn hàng trăm chuyện lớn chuyện nhỏ của anh trong đời lính đẹp như si này. Lính trong quận thi nhau kể về anh như thế, nhưng hệ có tài thì lại có tật. Trong bất kỳ cuộc hành quân nào, dù cấp chỉ huy có ra lệnh, lục soát bi đông của anh cẩn thận đến đâu, hệ đi ngang qua xóm nhà dân, thì anh chàng mua bi đông rượu đế lúc nào không ai biết, rồi vừa đi vừa lén uống từ từ. Mỗi lần đi hành quân qua vùng An Ngãi, ta và địch chạm súng bất ngờ, địch khai hỏa trước làm cho ta bị thương hai nghĩa quân. Địch có cây cối bao che, bên ta trống trải, nên đành nằm bẹp để chịu trận. Quân ta dàn hàng ngang chờ đợi, vì địch đang có chướng ngại vật bao che, có gốc lớn làm điểm tựa. Địch bắn xẻ chứ chưa dám xung phong vì hai bên ngang ngửa. Thành lình anh chàng Tựu nổi nóng, vì nãy giờ phải nằm một bên bờ ruộng. Từ từ cởi súng đạn ra để một bên, chỉ đeo dây ba chạc đầy lựu đạn M26. Không nói một lời, không xin phép cấp chỉ huy. Đứng dậy bục chạy cực nhanh thẳng vào vị trí địch. Trong khi đồng đội thấy điều bất ngờ, anh ta chạy có kỹ thuật chữ chi hẳn hoi. Hai tay hai quả lựu đạn,
còn cách khẩu Thượng Liên 10 mét, tông hai quả lựu đạn xong rồi nằm chờ. Hai tiếng nổ long trời vừa nổ chưa hết khói, là lúc anh ta phóng mình chạy vô lượm súng và thanh toán địch bằng chính AK của địch. Tới đó thì trong đội còn lại mới giật mình mà xung phong theo anh. Trận đụng độ chớp nhoáng này, ta hạ sát được 4 tên Việt Cộng. Số còn lại hoảng quá chạy hết. Anh chàng tụ đứng lên cười ha hả làm cho chúng nó nín thở mà chạy, bỏ lại khẩu Thượng Liên và hai khẩu AK. Diễn tả thì dài dòng, mà diễn tiến ngoài mặt trận thì nhanh như chớp mắt. Không ai ngờ anh tụ lại thanh toán địch nhanh đến như vậy. Tức mình vì anh này làm càng không xin phép, sĩ quan chi khu kêu anh lại quở trách. Anh chàng trả lời tỉnh bơ: thiếu quý ơi, em đâu có ngu, em bỏ súng lại chạy mình không vô tụi nó, chơi cho nó hai quả. Lỡ thời tụi nó bắn giỏi thì cùng lắm là chết mình em, chúng nó đâu có lấy được súng em đâu. Rồi cười hề hề, làm sao mà nổi nóng với anh chàng ba gai này được. Một lần Việt Cộng phát loa gần bên Hồng Dinh quận chừng trăm thước, chắc có lẽ độ tiểu đội du kích bò vô. Phát loa tuyên truyền chừng 5-10 phút rồi sẽ bỏ chạy. Trong quận thì chưa biết phản ứng ra sao vì Việt Cộng đang nấp bên nhà dân. Bắn ra thì sợ trúng dân, không bắn thì cũng kẹt. Anh chàng tụ giơ tay tình nguyện: xin ông thầy cho em ra lấy cái loa, đừng bắn ra tụi nó coi chừng trúng em hứa bắt gọn lấy cái loa nộp cho ông thầy mà. Với cây tiểu liên bá xếp, anh bò ra ngoài bằng cổng hậu rồi lần mò ra tới nơi tên phát loa. Đứng dậy bắn một phát, lấy cái loa chạy vô quận. Tụi du kích còn lại bắn theo nhưng không kịp với con sóc chạy nhanh nhẹn này. Diễn tiến chưa đầy 10 phút thì anh đã thanh toán xong mục tiêu. Với kích thước nhỏ con độ chừng 1m55 thôi, nhưng anh chàng nghĩa quân gan dạ này làm cho bọn Việt Cộng trong vùng kinh hồn tán đổm. Ở chi khu đất đỏ cũng có vài anh nghĩa quân gan cóc tía, y hệt anh Tựu. Anh này tên gì tôi quên rồi, chỉ còn nhớ sự việc như vậy. Khoảng năm 1967, Việt Cộng bao vây chi khu đất đỏ ngay giữa ban ngày. Vòng vây chưa thắt lại gần, chúng đã xâm nhập vào hai xã Phước Thạnh và Phước Hòa Long, cách bộ chỉ huy chi khu độ 2 cây số đường chim bay. Chúng bắn cầm chừng, nhưng lực lượng thâm nhập vô quận lỵ rất đông, có lẽ để chờ đánh lực lượng tiếp viện của tỉnh. Quân số chúng độ khoảng trung đoàn, những toán quân tuần tiểu của ta đụng độ lẻ tẻ với địch nhưng phải rút về chi khu vì quân số địch quá đông. Được tin tình báo của dân và vợ lính cho biết, Việt Cộng đang đóng quân nhiều nơi, trong đó có một chỗ đặt bộ chỉ huy gần nhà dân, muốn phối kiểm tin tức để có thể sử dụng pháo binh đánh chính xác địa điểm, vì sợ lầm nhà dân. Ông chi khu trưởng đích thân tập họp trung đội nghĩa quân thám báo chi khu để tìm một người tình nguyện đi ra ngoài, vào tận nơi để xem xét tình hình. Cuộc đi này muôn vàn nguy hiểm, vì vậy ông chi khu trưởng cần một người tình nguyện. Trong vòng 5 phút giải thích lý do có đến 3 anh nghĩa quân tình nguyện, anh chàng được chọn vì anh viện cớ có vợ chưa có con. Có gì thì hai người bạn kia lo giùm cho cô vợ. Anh giả trang người đi cày vác cuốc, mặc bà ba, lẫn lựu đạn trong người. Lấy cớ đang cày bừa, nghe nổ súng nên chạy về nhà. Anh qua mặt du kích gác dễ dàng, xăm xăm đi vào vùng địch kiểm soát, đi về hướng bộ chỉ huy trung đoàn địch, với cây cuốc trên vai. Qua mấy xóm nhà dân, gần đến bộ chỉ huy thì địch khả nghi hô đứng lại. Anh vụt chạy thẳng vô căn nhà Việt Cộng đóng bộ chỉ huy nên chúng chưa dám nổ súng, sợ trúng cấp chỉ huy. Anh xông tới gần, ném hai quả lựu đạn rồi chạy ra ngoài sau khi nổ xong, tiêu diệt trọn ổ bộ chỉ huy Việt Cộng. Sau đó anh chạy thoát được ra ngoài vì chúng hoảng loạn. Mãi gần 4 giờ đồng hồ sau anh mới về đến được chi khu hoàn thành nhiệm vụ tình báo. Nhờ tin tức chính xác, chi khu sau đó đã bắn pháo binh vào đúng tọa độ anh nghĩa quân này cho, đồng thời lợi dụng lúc địch đang bối rối vì bộ chỉ huy bị thiệt hại nặng. Chi khu đã nhanh chóng điều động lực lượng địa phương quân
phối hợp nghĩa quân giải tỏa vòng vây, địch bỏ chạy trút hết vì đã lộ kế hoạch. Đồng Bờ Đập thuộc xã Hội Mỹ, quận Đất Đỏ, do một trung đội thuộc đại đội 612 địa phương quân đảm trách. Tối đi phục kích, hai tiểu đội còn một tiểu đội ở nhà giữ đồn. Vợ lính cũng cắt gác một vọng vì thiếu quân số. Đêm đó, khoảng năm 1967, Việt Cộng sử dụng một tiểu đoàn chính quy có súng phun lửa, DKZ-B40, cộng thêm dân công ước độ vài trăm người, tấn công biển người với cái đồng nhỏ chỉ độ 10 người lính với 15 bà vợ lính. Hai tiểu đội đi phục kích bên ngoài cũng không về tiếp ứng được. Các bà vợ lính đã chiến đấu dũng cảm, con nít thì tiếp tế đạn, lựu đạn. Họ đã cầm cự đến sáng, chi khu mới đưa quân đến tiếp ứng kịp thời. Sau đó thu gom xác Việt Cộng chết chung quanh đồng gần 60 tên, mượn xe bulldozer ủi một cái hố dài 20 mét. Chung chung mấy anh xin bắt tử nam này chung một hố, có cấm bảng lớn ghi rõ ràng màu chung cộng phỉ. Không hiểu sao 75 Việt Cộng có đào đi cải táng không thì không rõ. Phần này chắc chúng không dám ghi vào quân sử vì tuổi hổ quá. 10-1 mà một lại thắng. Mấy bà vợ lính sau đó có được tỉnh tặng bằng khen, có truyền hình từ Sài Gòn đến quay phim làm lại trận giả, quay lại trận đánh để đời này, không rõ chiếu được mấy lần. Sau trận này có một chi tiết đứng tim, đó là khi trên tiểu khu đến nghiên cứu trận liệt, có 2-3 sĩ quan cấp tá đến xem xét, thì có một tên Việt Cộng quá sợ đã trốn im lìm trong bụi cây, ôm khẩu AK. Trời sáng bét mới giơ khẩu AK đứng lên đầu hàng, làm ai nấy một phen hú hồn. Vì nó mà còn can đảm quơ một băng AK chắc phải có 2-3 người chết vì tên này. Lính nghĩa quân ở các quận nói chung rất gan dạ, chiến đấu trường kỳ không hề than vang. Họ có ưu điểm sống gần nhà, gần quê quán, nên không dám làm gì sai quấy sợ bà con chê cười. Trong khi đó lực lượng chủ lực xa nhà xa quê, nếu cấp chỉ huy không kiểm soát kỹ dễ có tình trạng kêu binh làm mất lòng dân. Anh em địa phương quân nghĩa quân rất sợ mất lòng dân, nên họ giữ gìn kỷ luật rất giỏi. Đây chỉ là nhận xét chung chung, không cố ý so sánh với các binh chủng đàn anh, bởi vì các trận đánh lớn, binh chủng nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân v.v. xứng đáng bậc đàn anh vang lừng trong quân sử. Còn nghĩa quân địa phương quân chỉ sở trường những trận nhỏ không tên mà thôi. Trong trận chiến sau cùng tại chi khu Long Thành ngày 24 tháng 4 năm 1975, tôi đã mục kích những người lính nghĩa quân Long Thành, bắn cháy 4-5 chiếc T-54 qua những màn sáp lá cà còn hay hơn phim ảnh Mỹ. Ai có dịp đi ngang quốc lộ 15, đoạn quận lỵ Long Thành sau ngày 30 tháng 4 năm 75, chắc đã thấy 5-7 xác T-54 của Việt Cộng cháy cong queo trước quận lỵ Long Thành. Đó là chiến công của nghĩa quân Long Thành, đánh tăng T-54 bằng M-72 và M-79 chống tăng rất giỏi. Trung tá Sáu, quận trưởng kiêm chi khu trưởng, đã đánh một trận khiến cho cộng quân nhớ đời. Trung tá Sáu trong trận đánh đã đi từng vị trí của nghĩa quân để khuyến khích tinh thần binh sĩ, đồng thời ông cầm nón sắt đi xin các binh sĩ nào còn lựu đạn, để đích thân ông đem ra cổng chánh cho binh sĩ ném vào các chiến xa địch đang tràn vào. Một chiếc T-54 bị đứt xích một bên vì trúng M-72 quay vòng vòng trước cổng chi khu, sau đó đã bị một chiến sĩ nghĩa quân phóng lên thảy một trái lựu đạn vào buồng lái, kết thúc cuộc đời của con cua gãy càng này. Hành động can đảm này của anh nghĩa quân đã trả giá bằng chính bàn tay của anh. Vì thế, quận trưởng Sáu đã xin trực thăng thẳng thương anh chiến sĩ can trường này trong khi hai bên còn đang đánh nhau dữ dội. Sau này, nghe kể lại còn có một trung đội nghĩa quân đồn trú trên quốc lộ 15 gần quận lỵ Long Thành. Hết ngày 2 tháng 5, trung đội nghĩa quân này vẫn kiên trì chống cộng sản tới viên đạn cuối cùng, vừa bắn nhau vừa kéo chung nhà thờ kêu gọi quyết tử. Tác giả Quân Long Điền. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.